Kim Long xin kính chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu một chiếc đồng hồ hiệu Vedex đến từ đất nước Pháp. Một chiếc đồng hồ mặt quai chảo, thùng gỗ, thịt rất nặng. Hàng về còn nguyên bản, nguyên zin. Thùng còn rất đẹp, chạm khắc tinh xảo. Đây là đồng hồ mặt quai chảo số nổi vàng hồng. Các chi tiết của thùng chạm khắc hoa văn rất là đẹp. Mặt kính trên là mặt kính cong. Đó, cong nguyên zin. Mặt kính dưới vẽ hoa văn. Và đây là chiếc đồng hồ Vedex lần đầu tiên mà em thấy có hai cái tay lên cốt, hai khóa lên cốt. Một cái khóa gì nó nhỏ mà em không hiểu sao nó lên được. Cái đó là nguyên bản về sau là em thấy vậy thôi, nhưng mà cái này không, em chưa từng thấy bao giờ. Đây là tay khóa lên cốt zin của Vedex. Và chiếc đồng hồ này còn nguyên giấy tờ. Nguyên giấy tờ khi xuất xưởng luôn. Đây là cái giấy hướng dẫn sử dụng và một cái tờ giấy khai sinh năm 1955. Quả lắc vàng hồng còn rất là đẹp, sáng bóng. Mặt số nổi vàng hồng. Trên mặt số thì cũng có một cái vài vết xước theo thời gian, nhưng mà nhìn tổng thể thì vẫn rất là đẹp. Đây là chiếc Vedex 8 gông 8 búa. Sau đây mời các bác nghe thử âm. T đặc trưng của dòng Vedex. Đây là hai cần khóa gông để ngắt chuông khi mà mình cần sự yên tĩnh về đêm. Chiếc Vedex này thì nó còn như nguyên bản, giấy tờ còn và thùng còn rất đẹp. Không có một vết xước hay là bị mối mọt hay là cong vênh gì cả. Chiếc này thì em xin giao lưu cùng các bác giá 12 triệu. Em ship hàng đi toàn quốc. Xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.